Thưa quý thính giả, ngày hôm nay chương trình phát thanh dân sinh của chúng tôi rất hân hạnh để mời quý vị nghe một câu chuyện mạn đàm rất đặc biệt với cụ Khương Hữu Điểu, năm nay ngoài 90 và đang sống tại thành phố San Francisco. Và chúng tôi rất là thân mật để gọi bằng bác, bởi vì cũng thường xuyên được gặp bác Điểu với cái tuổi cao nhưng mà còn có sức khỏe và đồng thời rất là vui. Nói chuyện mà nghe mà quý vị sẽ rất là thích thú. Và đặc biệt nữa đó, quý vị sẽ rất là hãnh diện được nghe một người Việt Nam ở vào những năm 1950, thế hệ 50 mà đã sang Mỹ đi du học, mà học ở trong những cái trường đại học danh tiếng nhất thế giới là trường MIT. Thành ra cái câu chuyện này nó sẽ giúp cho quý vị có một cái nhìn từ một người Việt Nam sống trong một cái quốc gia thuộc địa của nước Pháp, sang Mỹ du học rồi quay trở về nước phục vụ. Thì cái câu chuyện đó tự nó đã có cái sự hấp dẫn. Nhưng mà tuy nhiên hấp dẫn nhất vẫn là chính là nghe bác Điểu kể chuyện. Vậy thì xin được mời quý vị cùng nghe sau đây. Trước hết cháu là Phạm Phú Nam xin được chào bác Khương Hữu Điểu, thưa bác. Cảm ơn anh Nam. Dạ. Lâu quá rồi hai bác cháu mình mới có dịp nói chuyện lại. Thì hôm nay bác có hứng khởi không? Nói chuyện với anh thì anh nói chuyện không có lên đài đi nữa thì cũng vui vẻ lắm. Dạ rồi. Nhưng mà thưa bác thì như thế này, cháu có dịp nói chuyện và làm những cái thước phim tài liệu về Việt Nam Cộng Hòa đó. Thì nếu mà mình không nói đến một cái giai đoạn thuộc địa thì những cái người trẻ sau này họ không có hiểu được tại sao Việt Nam Cộng Hòa lúc mà mới thành lập sau Hiệp định Geneva lại có thể phát triển nhanh chóng như vậy là nhờ những ai, nhờ những khuôn mặt nào, nhờ những cái nhân vật nào. Thì có lẽ bác ở trong giai đoạn đó bác nắm rất là vững tình hình. Nhưng mà việc đầu tiên cháu muốn được hỏi thăm bác, xin bác kể cho những thính giả và đặc biệt cho giới trẻ. Giới trẻ ở đây cũng không phải là trẻ lắm đâu, cũng năm mấy sáu chục, muốn được quay trở lại xem cái thời thuộc địa dân Việt Nam mình sống ra sao và người Pháp họ cai trị như thế nào, mà mình tại sao mình gọi là thực dân, tại sao mình gọi là ác độc. Trước hết cháu xin hỏi thăm lúc mà thời kỳ bác sinh trưởng và lớn lên ở thành phố nào thưa bác? Tôi sinh trưởng 1931 tại tỉnh Mỹ Tho. Nhưng thưa bác thì lúc đó đó là những cái năm nào và lúc đó mình còn thuộc địa Pháp không hay là một quốc gia độc lập rồi thưa bác? Không, mình lập tập sau Thế chiến thứ hai lận. Lúc đó mình thuộc địa thì sẵn đây tôi cũng vô đề tài chung quanh cái đề tài chính là anh biết cái nước thuộc địa thì luôn luôn á nó có những người dân Việt Nam mà vô dân Pháp thì tự nhiên mấy người đó được Pháp nó ủng hộ cho tiến thân, vậy mà họ có thể họ khen hoặc nhờ thuộc địa Pháp mà mình được mở mang. Còn những người mà bị Pháp cai trị đó như dân chúng tôi đó thì có cái ý khác hơn, là thí dụ như tôi nói sơ lược, người ta khen, người ta nói nhờ có Pháp mình mới có trường đại học này kia. Anh tưởng tượng Nam Kỳ, Trung Kỳ, Bắc Kỳ, Cao Miên, Gia Lèo, năm thứ như vậy mà ở Hà Nội có cái trường đại học Hà Nội. Nếu mà giờ dân tình hiểu biết á, cái trường đại học Hà Nội nó nhỏ xíu mà tức cười lắm. Một cái trường đại học cho năm thứ như vậy mà không có một cái trường gì kỹ sư đó, cái đó là một cái chuyện mà những người trẻ không hiểu rõ lắm đó, là họ dạy kỹ sư đó thì khi ra đại học kỹ sư đó, kỹ sư mở nhà máy, mà mở nhà máy á thì dân tình mình á biết làm hàng hóa máy móc giống như hàng nhập cảng, thì như vậy tụi nó bán hàng từ Pháp bán không được. Vì vậy á, một cái trường đại học mà cùi không có trường kỹ sư, nó dạy cao nhất kia một trường tiền là phụ Pháp đi làm lộ với đạo kinh chạy xuống tới Cà Mau rồi đó, thì cái đó là kỹ nghệ, là kỹ sư, là engineering đó, là cao nhất đó, chứ không dám dạy kỹ sư đó. Cái đó là một cái chuyện mà tôi muốn những thế hệ trẻ đó phải hiểu
nó đi êm đềm mà nó gạt mình một cách rất khéo là vậy đó. Nhưng mà thưa bác, khi mà bác nói như vậy thì bác giải thích như thế nào để cho cái người nghe được hiểu tại sao bác là dân thuộc địa mà không có thần có thế, không được người Pháp bảo trợ, tại sao bác lại có thể rời khỏi Việt Nam đi sang Mỹ mà học ở trường đại học danh tiếng nhất của Mỹ, là tại sao vậy thưa bác? Mình nói phải có cái tốt cái xấu đó. Như ba tôi đó, người rất thông minh, rất hoạt bát làm ăn, mà sanh đẻ ở tại Vĩnh Long, một cái tỉnh lớn như Vĩnh Long đó, mà ba tôi học tới lớp nhất đó, là hết lớp học. Anh tưởng tượng một cái xứ muốn phát triển văn minh mà học tới từ lớp chót tới lớp nhất rồi hết trường học à. Anh thấy cái đó là một cái chuyện đối với tôi đó, dùng chữ ác nó không có quá đáng đâu. Bởi vì bây giờ dân trẻ bây giờ qua đi học đại học rồi khi khỏi đồng tiền cũng được đó, còn ở Việt Nam á tới lớp nhất à, anh biết sau lớp nhất đó thì em lên cái lớp cái bằng Việt Nam hồi đời xưa cái bằng thành chung tiếng Tây là thi diploma đó, đi thi BV là hết trường nữa, anh thấy không? Còn tôi ở ở tôi qua Mỹ Tho đó là bởi vì ở trong 21 tỉnh miền Nam đó chỉ có Cần Thơ và Mỹ Tho đó có hai cái trường gọi là trường college. Mà nếu nói như thời buổi này đó, college đó, là không phải high school nữa mà là junior high school. Anh tưởng tượng hai cái trong thành lớn nhất ở miền Nam mà học tới junior high school là hết trường học. Tôi may quá thời đó đó, bác tôi có nhà ở trên Đà Lạt, thành ra hết học hết trường junior high đó là không có trường tú tài, phải lên Đà Lạt á. Thì cái châu thành Đà Lạt hồi xưa cũng như châu thành của Tây vậy đó, thì nó có cái trường lý sư Giả xe đó. Nhờ vậy mà từ pre là junior high đó tôi đi được high school là đậu tú tài đôi đó đó. Anh hỏi tại sao mà không có trường học mà đi bên Mỹ được, may quá lên tới Đà Lạt đó thì học được tới thì high school, thì anh biết một cái xứ một cái quốc gia mà high school là lớn nhất rồi thì đâu có phải là phát triển gì đâu, anh thấy không? Mà may cho tôi đó là hồi đó tôi cũng tức cái chỗ này là tại sao mình lên mình học Đà Lạt á, mình ăn hết mấy thằng Tây, tại sao Tây không có khôn hơn mình mà ba của tụi nó đó lại làm chủ của ba của mình đó. Tôi may mắn là trong 6 năm Đà Lạt á, tôi là người đậu thủ khoa Măng Sông Giang về toán đó. Nhờ cái đó đó mà khi tôi đi về Sài Gòn đi ghé phòng thông tin Mỹ, hồi đó chưa có USET, có phòng thông tin nè, thì tôi vô phòng thông tin thấy để tấm bảng ở đây có cho học bổng đi Pháp. Tôi không biết nói tiếng Anh Lê nhưng mà tôi nghe nó học bổng mà tôi mừng rồi. Tôi đăng tên, mà đăng tên là nhờ đậu thủ khoa ở Đà Lạt đó. Chính phủ Mỹ, mặc dầu tôi không biết nói tiếng Anh hồi đó nhưng mà cho tôi được học bổng đi qua Hoa Kỳ học. Thì anh thấy không, cái chuyện mình cái mình lọt sổ đó đi qua đó không có chứng minh là Pháp nó cho tôi đi học ngoại quốc, anh thấy không? Đó à. Dạ không, bác nói tiếp bác. Dạ. Thì nhờ 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 vậy đó tôi mới qua qua bên Mỹ. Thì tụi Mỹ nó hỏi tại sao tôi học kỹ sư mà không biết tiếng Anh sao, tôi mới tìm hết phương kế, tôi tìm được cái điểm này là giữa Tây với Ăng Lê đó nó sống chung với nhau 200 năm, thì thằng này đô hộ thằng kia đô hộ thằng đó, thành ra 30% tiếng Tây với tiếng Pháp đó 30% giống nhau. Thì như cooperation thì thằng kia cũng cooperation mà 30% giống nhau. Tôi lấy cái lý do tôi nói tôi giỏi toán tôi học kỹ sư mà 30% tiếng Tây đó giúp cho tôi hiểu được tiếng Anh đó, tôi có thể tự đọc kỹ sư được. Nhờ nói vậy mà Quy Kỳ cho tôi đi học không biết tiếng Anh. Nhưng mà cái khổ đó là khi nó cho mình đi đó qua bên Mỹ rồi đó mới biết là khổ. Khổ là bởi vì tiếng Anh của mình á, hồi đó, đó mua cái máy kia mà Aximin đó, anh quay 78 vòng một phút đó, thì nó mỗi hết dĩa bên đây thì phải quay đi theo rồi trở về bên kia. Nhưng mà học là bác sĩ của tôi giàu, còn
thợ bạc của tôi nghèo này kia, nhưng học cái tiếng mà qua bên kia chỉ là nhiều lắm là dân du lịch nói thôi, mà từ cái tiếng ăn lê của dân du lịch trời nắng trời mưa đó, mình phải vô mình học luôn cái ăn lê của đại học đó. Trời lúc đó tôi muốn nghĩa là muốn ngọt muốn chết vậy đó. Tối trời lạnh trước đổ mà tôi phải đi ra high school bằng đêm đó, đặng vô trường high school học English for beginner, anh em đi học vậy đó. Nhưng mà sau 4 năm ở trường Lafayette đó, tôi lại đổ đầu vì kỹ sư của ngành tôi nữa. Thì nhờ cái đổ đầu đó, đó tôi thi, tôi đậu được cái học bổng lên trường MIT. Cái đó là những cái học bổng rất là khó được ở Mỹ. Vì vậy mà 1986 đó, anh thấy cái tên quyển sách của tôi đó, cái trang bìa là hình của tôi và tờ New York Times quảng cáo nó có Việt Nam qua đây mà đậu được thủ khoa lên học ở trường MIT. Đó, thì cái chuyện ngắn của tôi là như vậy. Dạ. Vâng, kính thưa quý thính giả, quý vị hiện đang nghe bác Khương Hữu Điểu kể cái câu chuyện là mình là một người dân Việt sống dưới thời thuộc địa Pháp, nhưng mà rất là may mắn cũng thoát được cái cảnh gọi là chính sách ngu dân của người Pháp, nhờ cái khả năng học giỏi cho nên mới có thể thi đậu được bằng tú tài, đậu thủ khoa, rồi tình cờ nộp đơn được lãnh sự quán Hoa Kỳ cho phép sang Hoa Kỳ đi du học, rồi ở sang Mỹ đó cũng đậu thủ khoa bằng bằng BS Bachelor Degree, rồi cũng lại được trường đại học danh tiếng thế giới MIT tuyển nhận. Thì đó là cái câu chuyện sơ qua của bác Điểu. Bây giờ để trở lại với vấn đề thuộc địa đó, thì thưa bác á, bác nói rằng là người Pháp họ cai trị mình theo cái quan điểm của bác á, họ có cai trị có tử tế không, và nếu không tử tế thì có ác độc không thưa bác? Thì lẽ dĩ nhiên là ở vùng Mỹ Tho đó có Vĩnh Kim, có mấy cái làng hồi xưa đó nổi dậy chống lại thuộc địa Pháp rồi đó, thì cái đó còn trong lịch sử. Nếu mà muốn vô chi tiết thì phải thêm rất nhiều ở vùng kháng chiến Đồng Tháp 10 này kia đó, mấy chỗ đó có mấy cái ổ kháng chiến của mình đó. Thì nó hồi đời tôi học trường Mỹ Tho đó, trường 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 Premier là trường lên lớp nhất đó, thì lính Lê Dương của Tây đó xung công cái trường của tôi để cho lính Lê Dương đóng trại tại đó đó, rồi đi vô trong Đồng Tháp 10, đi lên Vĩnh Kim, đi lên Sòi Hộc, đi mấy cái làng, mấy cái tỉnh, mấy cái quận mà chung quanh Mỹ Tho đó, để mà giết mấy người mà Việt Nam mà kháng chiến. Cái này là kháng chiến thiệt đó, chứ không phải kháng chiến trá hình của Cộng sản à. Dạ vâng, nhưng mà thưa bác, thì cái lúc trong cái giai đoạn mà bác sống á, thì ngoài cái chuyện mà thiếu trường học ra đó, về vấn đề đời sống chẳng hạn như mình cũng phải có giao thông đi qua đi lại từ phố này hay là khu này sang khu khác, rồi vấn đề buôn bán hàng hóa, rồi mấy cái hàng mà giống như là tiểu công nghệ thì không nói làm chi, nhưng mà những cái hàng mà gọi là kỹ nghệ đó, rồi làm sao mình sản xuất được thưa bác? Không thì chính vì cái chỗ đó nó không dám dạy kỹ sư, nó chỉ dạy làm đường xá, ghe tàu chạy rồi được, để mà muốn lưu thông hàng hóa của Pháp từ bên Pháp chở mặt xây chở chở qua đó, thì cũng phải có đường lộ sông ngòi rồi để mà đem xe cộ máy móc nhà máy này kia, nó cũng mấy cái loại máy mà máy bơm nước, máy làm ruộng, máy cày đó, thì nó cũng cần có cái lưu thông, không phải là giúp cho mình lưu thông mà đặng cho hàng hóa nó có đường nó chạy nữa. Đó thì nó cái thuộc địa phải hiểu nhiều nghĩa lắm, thấy nó làm đường xá là thấy nó cũng như nó làm phước cho mình vậy đó, nhưng mà không phải nó có đường xá với xe hơi mới bán được, mới chở hàng hóa từ Sài Gòn xuống Cà Mau, chở máy cày này kia đó, máy bơm nước, máy điện rồi, nhà máy xe lúa rồi đó. Đó thì một công hai chuyện, một đàn nó phải có đường xá xong ngoài đặng mà chở hàng hóa của nó đi xuống mấy chỗ mình đặng mà bán, rồi một đàn khác mình hiểu theo kiểu thương pháp á, thì nói trời ơi nhờ có tụi nó mình mới có đường xá tráng nhựa này kia xe hơi chạy được. Nó thì mình muốn hiểu kiểu nào cũng được, nhưng mà thuộc địa là phải có bề mặt bề trái vậy đó. Yeah.
Vậy thưa bác thì cái vấn đề chính đó là lúc đó người dân Việt để nói chuyện với nhau thì bằng tiếng Việt hay là bằng tiếng Pháp thưa bác? Không thì mấy người mà để người ta đây cao sang đó thì nói tiếng Pháp khoe, bởi vì tiếng Pháp là cũng như trên một cơ rồi, thấy không? Nhưng mà tiếng Việt thì toàn tiếng Việt không chứ. Xin lỗi anh đó, má tôi đã đến sống tới 99 tuổi, mà tới ngày tới 99 tuổi đó má tôi ký tên giấy tờ bằng gạch chữ thập, nên tưởng tượng không, chỉ biết chữ thập thôi chứ không biết đọc cái gì vậy đó. Nhưng mà thưa bác, kể kể cả tiếng Việt, bác cụ bà cũng không biết hay sao? Cái chuyện cái chuyện khác chút là theo ở bên Á Đông mình đó, ở trong gia đình mà bây giờ anh tôi nói anh có thể tuổi anh không biết được, anh biết con gái không có đi học nhiều, con gái hồi xưa có mấy trường kêu bằng Mỹ Hạnh Nữ Công dạy may giá thêu thùa cơm nước rồi vậy đó, còn con trai mới đi học. Vì vậy mà má tôi đó, vừa không đi học mà vừa muốn đi học cũng đâu không có trường học á, má tôi ngày cả đời đó không biết đọc không biết viết, Nhưng mà riêng riêng bởi vì bác. tôi nói là má tôi là đời đó là 5 tuổi cũng khác rồi, thấy không? Theo theo xưa đó chị tôi đó đi học tới lớp nhất rồi tôi cũng nghỉ à. Nhưng mà riêng bác thì bác là thanh niên là nam nam giới đó thì bác đi ra ngoài sinh hoạt thì thường thường bác nói tiếng Việt hay là tiếng Pháp? Nói tiếng Việt không chứ, không có đâu, nói tiếng Pháp là mấy người muốn khoe ta đây đó, nghĩa là ta đây học giỏi hơn cái đám kia không có học đó, nghe nói tiếng Pháp là trên cơ rồi, thấy không? Nói tiếng Pháp là hồi đời đó nói tiếng Pháp là đi làm ăn ăn tiền ngon rồi. Nhưng mà hồi xưa bác đậu bằng thành chung, tức là bằng đó là bằng tiếng Pháp chứ phải không? Không có cái hồi đời thì cái trường á, cái mình college là tiếng Tây rồi đó, thì mình thì kêu trường trường học, nhưng hồi xưa nó đi học trường college, anh thấy không? Đó college là đậu tới tới bằng thành chung hay là diploma district premier đó, hoặc là pro elementaire, rồi thì dịch ra tiếng Anh nghe cũng mệt lắm, tức là dương do hai khuôn nên, thấy không? Mà mình hồi đó mà anh đậu thành chung, anh đậu diploma, anh đậu là ngon lắm rồi đó, đi làm lương đồ cao rồi đó, làm cái mà tòa tòa án tòa bố rồi đó đó, thì Tây nó muốn đi làm nhân viên, bởi vì Tây Tây cai trị bằng tiếng Tây. Rồi thưa bác á, thì bây giờ trở lại cái vấn đề mà đi sang Mỹ du học á, thì hồi lúc bác cái đi sang Mỹ thì có được đông sinh viên Việt Nam đi không? Không, hồi hồi đó ít lắm, ít lắm. Trước hết đó, Tây cũng đâu đâu có thích Việt Nam mà đi học Mỹ, đi học ở Việt Nam nó còn không thích, mà không đi cho đi học đi Tây, con nhà giàu có tiền á thì qua Paris học là sang, anh thấy không? Mà học đó là về làm quận trưởng, về làm có nhiều người làm cai tổng rồi, đốc phủ sứ rồi đó. Nó thì đi học mà tiếng Tây đó, là làm mấy vụ lớn đó, đốc phủ sứ. Như ông đốc anh nghe nói hồi xưa cái lại có Hùng Sám nhưng mà đốc phủ Tâm rồi đó, nhớ nghe không? Cũng nghe loáng thoáng. Cái này nghĩa là gì, đi làm công chức cho Tây, mà công chức kế có thể làm cũng như là như ông phó của Tây vậy đó, trong công chức cao cấp đó thì có đốc phủ sứ, ông cai tổng, thấy không, hội đồng nó thì có Tây là làm chức lớn đó, vậy đó. Nhưng mà lúc mà bác sang Mỹ thì bác thuộc lại thành phần cái nhóm gọi là nhóm đầu tiên hay là cũng là nhóm thứ hai, thứ ba gì đó Không cùng? có ít lắm, trời ơi, hồi đó tôi qua Mỹ có mình tôi không có bạn bè Việt Nam nữa, anh tưởng tượng không? Không có một người bạn Việt Nam ở cái vùng tôi học. Bây giờ anh biết ở Pennsylvania đó là cũng lớn lắm, thấy không? Có gần New York, gần Philadelphia rồi đó. Mà trong trường tôi chỉ có một mình tôi là người Việt Nam thôi đó. Bây giờ bác có thể kể lại cái đời sống của một sinh viên xa nhà mà nói tiếng Anh thì không có rành hoặc là không có giỏi mà lại sống ở trong một cái môi trường đó thì làm sao bác tồn tại được? Tôi vô ở đọt đo đó, nó có dormitory đó, nó cho mình phòng rồi ghế, thì giống như mấy cái đại học bây giờ anh thấy trên campus đó, trời ơi,
tôi đâu có đi khoe cái chuyện này. Anh biết mưa mà rớt xuống đó, đứng dòm cửa sổ nhìn qua cái đám rừng ở chỗ cửa sổ mình đó, khóc chứ không biết làm gì khác hết á. Hồi đó tôi nhớ nhà tôi khóc hoài à. Nhưng mà khóc mà sợ rớt, thấy không? Mày vừa khóc mà vừa học á. Nhưng mà thực sự nếu mà bác thi rớt thì bác có bị đuổi về không? Ê, đồ dám để tôi rớt, trời đất ơi. Rớt thì ai rớt thì nó đuổi về chứ. Đồ có dám mà thường thường nó cũng không. Nó lựa, nó gửi qua tới Mỹ rồi, đâu có để mà ngu đến nữa. Phải học dở, phải đuổi về, thấy không? Nó cũng lọc rồi hết rồi, nó mới cho đi chứ. Thì cái Việt Nam mà học dở qua bên Mỹ đó, rồi đuổi về đó, ít lắm. Bởi vì cái thằng mà bỏ tiền ra, tốn tiền máy bay, tiền tàu, rồi tiền học này kia, cho học bổng, rồi dở qua đủ gì, tốn tiền của nó mà đẻ thằng ngốc làm gì, thấy không? Rồi thành ra lúc mà bác sang Mỹ mà bác gọi là trong một cái tâm trạng vừa buồn vừa nhớ nhà, mà vừa là gặp khó khăn về vấn đề ngôn ngữ, rồi làm thế nào bác có thể vượt qua được luôn cả những sinh viên bản xứ người Mỹ luôn? Thì chính hồi nó chọn mình ở Việt Nam đó, vì trí óc đó, có thể mình đã hơn cái trung bình của người Mỹ rồi, anh thấy không? Mấy cái chỗ mà chọn lọc cho thi rồi tại sao hồi này đậu kia rớt rồi kia đó, mình nó lọc hết tân, anh phải là chấp bưu á, anh mới được có giấy máy bay đi qua Mỹ chứ, anh thấy không? Thì khi nó cho anh tính cho giấy máy bay rồi đó, là kể như mình trên cái tuổi trung bình Mỹ rồi. Rồi bây giờ mình qua là chỉ biết học mà thôi. Còn thằng Mỹ đẻ đây thì anh biết, Mỹ nó chơi football, nó chơi basket, nó chơi đủ thứ hết rồi, chứ đâu phải đi học không, anh thấy không? Thành ra mình ngồi Việt Nam có chữ gạo đó. Anh gạo riết là anh trung bình mà anh học tối ngày sáng đêm thì anh cũng phải hơn cái thằng bên Mỹ được à, chứ không cần gì thông minh hơn Mỹ, ít thông minh hơn, nhưng mà tối ngày chỉ biết học hoài không làm gì hết trơn đó, anh làm gì cũng bò lên được à. Nhưng mà khổ lắm anh, khổ lắm. Nói vậy tôi nhớ tôi hồi đó tôi khóc trường lắm đó. Anh tưởng tượng luyện một cái châu thành, rồi trong cái châu thành đó có mình người Việt, rồi ở trên cái campus đó, chỉ có mình người Việt, rồi ở trong đọc toa cũng có mình, không có ai nói chuyện mà luôn một tiếng Việt Nam lên, theo luôn nào cái thằng đi học mà trời đó nó khó có người hiểu được lắm. Nhưng mà khổ lắm anh ơi. Anh vượt qua cái đó đã chứng minh anh là kiên trì hơn người Việt rồi nữa. Nhưng mà sao bác không kiếm một người bạn gái gọi là người Mỹ để... Vậy, mẹ nói tiếng là ăn lại không chạy, rồi sợ rớt đuổi về nữa, anh thấy không? Đâu có thì giờ đi tá. Nhưng, bác không, có... nhưng mà anh ở chừng 3 năm rồi, trời sinh voi sinh cỏ, anh thấy không? Nhưng bác có tán chứng được bà nào không? Thì anh biết hồi đời đó mà lên được MIT, mà được học bổng MIT rồi đó. Thì biết xứ nào cũng vậy, cái đó cũng là cái ghé rồi, thấy không? Cũng là cái ghé hát đi qua hát được rồi. Hồi rồi đó anh lên MIT rồi đó, không cần dân gì đó, anh lên đó rồi là đóng dấu rồi, thấy không? Không cần dân da vàng, da đen, da trắng vậy đó, anh vô MIT được rồi. Là anh biết bây giờ đó có nhiều mấy chục năm liên tiếp đó, MIT vẫn là trường về kỹ sư đó lớn nhất thế giới, cao nhất thế giới, anh tưởng tượng không? Là một anh biết cái nước Pháp mỗi năm anh nghe như gần đây có quỹ Nobel, mỗi năm tháng này là có quỹ Nobel rồi, nhớ không? Hết trường nước Pháp đó có chừng 60 cái quỹ Nobel à, một thằng MIT không có 80 mấy cái. Nghĩa là quỹ Nobel ở một cái trường MIT đó nhiều hơn là quỹ Nobel của toàn nước Pháp. Thì anh biết cái sức mạnh. Cái này nói chuyện thì anh có gốc nước Pháp một chút cũng biết. Anh biết ở Việt Nam mình hồi xưa học ở Việt Nam đó, anh nghe nói trường Polytechnic ở Paris, thấy không? Với mấy răng xe côn đó, nghĩa là trường đặc biệt của Pháp đó, nó gần 6-7 cái đó. Nghĩa là hồi tôi học ở Việt Nam đó, nếu mà tôi vô được trường cái bài Econ Polytechnic á, nó cho mình có cảm tưởng là ở trên thế giới đó, Polytechnic là nó bự hơn chứ không phải MIT.
À, cái đó cái thuộc địa nó rèn cái thằng dân thuộc địa hay hiểu cái hiểu lầm vậy đó. Hồi đó tôi ở Đà Lạt học dạy xe đó, ai nói cái Polytechnic đó là number one của thế giới, nghĩa là MIT đó. Còn MIT tôi không biết là có MIT nữa, tưởng tượng không? Mày, cái thuộc địa nó có bị che mù nhiều chuyện cũng đặc biệt lắm. Nhưng mà người Pháp thì thực sự nó có cũng ganh tị với người Mỹ chứ đúng không bác? Ông danh tị là đối với mình á, thì nó là nó bộ quan trên thế giới, nhưng mà anh biết nếu mà nói về đại học đó, đại học của Pháp đối với Mỹ ít thiệt à, yếu lắm. Với lại cái dở của nước Pháp vậy, không phải nước Pháp không nữa, cái dở của những nước mà socialist, nghĩa là mỗi năm là ngân sách của chính phủ lo cho mấy cái đại học. Anh thấy cái đó là cái chuyện mà làm cho Pháp thua, mà bây giờ Pháp muốn sửa cũng khó lắm, là bởi vì nó nằm ở trong cái hiến chương của nước quốc gia. Anh biết ở Mỹ mấy cái đại học lớn đó là đại học tư, anh nghe nói Stanford là MIT là Columbia rồi, anh nghe mấy danh tiếng đó mà là trường tư không anh. Đúng rồi. À, còn bên Tây trường tư là vẹt, nghĩa là anh không có trường này vô trường công á, anh mới đi học trường tư giống như ở Việt Nam vậy đó. Mấy người lên Sài Gòn học trường tư Lê Bá Cang, Nguyễn Văn Khuê, mấy cái trường mà tư đó là trường hạng bét, còn có tiền là phải vô trường Petruski, vô trường Mỹ Tho, vô trường Cần Thơ, vô trường Marie Curie đó. Cái tại cái system á, cái system của Pháp đó là chính phủ chăm tiền vô nuôi mấy cái trường. Còn bên này á, nó đặc biệt cái này mà bây giờ anh biết tại sao nó mạnh. Mấy thằng mà học mấy cái trường lớn nó ra nó làm giàu, nó làm tỷ phú đó, nó cho rồi cả tỷ vậy đó. Nghĩa là cái trường MIT ai cũng tưởng là trường công, không phải trường tư ơi, mà anh vô cái campus của trường tư á, anh thấy mấy cái building mà tụi nó cho đó, anh hết hồn. Cũng như ở đây anh biết ở ở San Fran có hãng Bách Tên là lớn này không, anh qua bên Berkeley coi mấy cái building đồ sộ đó là không phải của chính phủ Cali bỏ tiền ra làm building cho đại học Berkeley. Cái thằng Bách Tên á, mấy thằng con của Bách Tên á, tụi mấy thằng con của nhà giàu đó, nó ra nó làm giàu đó, nó bỏ tiền nó cất đại học cho trường của nó đó. Cái đó là sức mạnh của Pháp, mà cái đó bây giờ Pháp không có liền nổi cái gầm đó. Cái gầm đó nó cầm như gần cổ rồi, không có tiến được. Anh biết tiền của chính phủ, tiền thuế của mình đó đâu có làm nổi mấy cái trường MIT là Caltech là Stanford đó, phải là trường của mấy cái hãng đồ sộ đó, mấy corporation bự đó nó nuôi mấy cái trường đó, mấy trường đó mới number one. Còn năm bữa anh ở nước Mỹ trường công nó ít lắm đó. Tôi nói cái đó là còn nhiều Việt Nam cũng không hiểu, bởi Việt Nam học theo Tây đó là phải trường 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 công mới ngon, còn trường tư là trường lẻ rẻ đó. Kính thưa quý thính giả, quý vị hiện đang nghe bác Khương Hữu Điểu, năm nay là 91 tuổi, đang sống ở San Francisco, kể chuyện lại thời mà bác sống ở Việt Nam, sinh trưởng và lớn lên ở trong cái khu vùng đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Mỹ Tho, Vĩnh Long, từ cái thời mà Việt Nam còn nằm trong tay của nước Pháp. Tức là thuộc địa của nước Pháp, với cái con số trường học rất là ít, và cái chính sách ngu dân của người Pháp được áp dụng nhằm chia để trị, đã chia ra làm Việt Nam làm ba miền Bắc Trung Nam, rồi lại còn thêm nữa, học thì giỏi lắm nguyên toàn vùng thì được có mỗi trường trung học, còn trường cả năm vùng kể cả miền Lào nữa. Muốn học đại học thì chỉ có trường đại học ở tại Hà Nội, mà cái trường đại học đó đó lại cũng không có được cái ngành nghề gì đặc biệt hết, thì đó nó làm cho cái dân tộc Việt Nam không có một cái cơ hội để có thể đứng lên để mà chống lại người Pháp được. Nhưng mà may mắn thay đó là cũng trong cái xui cái rủi nó cũng có cái may, là những người Việt Nam mà học giỏi đó vẫn có cái cơ hội lên, gọi là len lỏi, gọi là đi lên từ những cái cách này cách khác. Và trong đó có câu chuyện của bác Khương Hữu Điểu là một trong những câu chuyện điển hình tiêu biểu
mà cái thế hệ sau, đặc biệt là những cái thế hệ vừa mới gọi là trưởng thành khoảng cỡ 50, 60 thì mới có cái liên hệ một phần đối với quá khứ, rồi mới nhìn thấy, mới mới có sự liên hệ của tương lai, đã từng sống ở Việt Nam, bây giờ đang sống ở Hoa Kỳ, mới có cái ý muốn tìm hiểu xem cái giai đoạn mà Việt Nam nằm trong tay Pháp như thế nào. Và hôm nay câu chuyện của bác Khương Hữu Điểu đó, cái phần 1 này đó, là hy vọng là sẽ mang lại cho quý vị một cái kiến thức thế nào là một quốc gia thuộc địa, rồi cái đời sống của một quốc gia thuộc địa như thế nào, chính sách mưu dân ra làm sao, rồi trường học thì hiếm hoi như thế nào, rồi là cũng những cái cơ may nó xảy đến. Và nhờ như vậy, cái nước Việt Nam nhỏ bé của chúng ta mới có được những nhân tài đi học từ ngoại quốc về, dùng cái kiến thức của mình để mà xây dựng đất nước. Thì chúng tôi sẽ mời quý vị tiếp tục nghe chương trình kỳ tới, sẽ nói chuyện về vấn đề sau khi du học Hoa Kỳ về, các sinh viên Việt Nam về nước làm thế nào để có thể tham gia vào chính phủ, chính quyền để mà đóng góp bằng cái kiến thức của mình. Thì xin được mời quý vị nhớ đón nghe. Hôm nay thì thưa bác, hôm nay thì bác kể chuyện rất là hấp dẫn, và với cái tuổi 91 rồi mà bác vẫn kể chuyện nghe đã lỗ tai, mà lại vẫn là có một cái chất liệu Nam Kỳ rất là hấp dẫn. Thì cháu cũng xin được thành thật cảm ơn bác đã chia sẻ, và hy vọng là bác tiếp tục nhận lời để kỳ tới mình lại kể chuyện tiếp, được không thưa bác? Nhiều lắm mà nói chuyện với anh về với đồng bào Việt Nam vì những chuyện mà mình biết được mà vì thời cuộc nhiều người Việt Nam khác không biết được, cái đó cũng là một cái chuyện rất hấp dẫn cho cái nghề của anh nữa. Dạ, vâng. Như vậy thì trước hết thì thưa với quý thính giả, chúng tôi xin được cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin được hẹn quý vị tiếp tục trong chương trình kỳ tới. Và thưa bác Điểu, cháu xin được cảm ơn bác và cũng xin được hẹn bác vào trong chương trình kỳ tới thưa bác. Rồi, tôi cũng mong trời Phật giúp anh còn sức khỏe để mà tiếp tục cái chuyện anh đang làm rất là xây dựng cho đồng bào. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh.